Tập phim, ra ngoài với hai ông. Sáng hôm sau cả nhà đang ngủ ngon thì ông ngoại bật nhạc: "Dậy đi các ông cháu ơi, mới 5 giờ mà ông đã yêu cầu hai bố con dậy tập thể dục rồi." Sau đó ông tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Mới sáng ra đã phải ngồi ăn với bố vợ, áp lực quá, phải nghĩ cách mới được. "Thôi chết, nay con có cuộc họp quan trọng cần đi gấp, con đi đây ạ." "Lý do củ chuối mà đòi qua mặt ta sao?" "Ui, nay cháu cũng có cuộc họp gấp." "Đi đâu, ngồi vào bàn nhanh lên." Bữa ăn yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Xin lấy rong biển làm dâu thì bị ông quát. Vừa trộn đậu tương, ông vừa thuyết giảng về tầm quan trọng của đồ ăn. Ông cũng ham chơi mà còn mắng cháu. Xin bỏ chạy, ông đuổi theo. "Đường đường là phó hiệu trưởng, ta sẽ xử lý thằng nhóc hư đốn này." Mẹ Mise và Hima vẫn đang ngủ say. Xin lén trốn vào tủ quần áo. Ông vừa mở ra thì... quần áo không biết gấp gọn mà cũng nhận là mẹ. Ta xấu hổ quá đi mất. Ông quyết định phải dạy Shinosuke một bài học. Không thể để thằng cháu dở hơi giống ông nội được. Trời trời, dậy từ bao giờ vậy kia ông kia? Ông nội lấy rong biển làm dâu nên bị ông ngoại quát to lắm. Tội nghiệp ông nội ghê, chắc tại ông ngoại nói quá lời. Hai ông bắt đầu cãi nhau nữa rồi. Tại sao mình lại là cháu của hai con người này cơ chứ? Nghe tiếng ồn, cánh phụ nữ cũng thức giấc. Ông ngoại bảo Shin mau chuẩn bị đồ, chúng ta sẽ đến bảo tàng quốc gia ở Ueno. Chỗ đấy chán òm, đi Harajuku với ông nội đi, có nhiều chị gái xinh lắm. Tốt đẹp gì khi để trẻ con tới chỗ đó chứ? Hay hai ông dùng kéo búa bao để phân định đi ạ. Ok luôn, ba hiệp nhá. Cuối cùng ông ngoại đã chiến thắng. Mà bảo tàng là gì hả ông ơi? Là nơi cất giữ những đồ mà con người đã dùng từ rất lâu Shin ạ. Những bức tượng này nhìn trực tiếp thích quá cháu ha. Thấy chị gái xinh đẹp, hai ông cháu kia liền rủ đi uống trà chanh. Thấy ông nội kéo người ta, ông ngoại chạy tới giữ lại thì vô tình tốc váy cô gái. Ngại hết chỗ nói. Cơ mà đi bảo tàng cũng thú vị phết Shin ha. Thưởng thức kiểu đấy có gì mà khen. Quá bực mình, ông ngoại bỏ về luôn. Đi đến công viên, ông chẳng nhớ đường như nào nên cứ ngó nghiêng. Thấy hai thanh niên hút thuốc lá, ông quát chúng nhưng chúng cười nhạo, chê ông là lão già cổ lỗ sĩ, khiến ông hơi tủi thân. Chợt thấy ông nội và Shin đi ngang qua, đang tâm sự với ông ngoại. Cả hai đều rất thích ông dù ông rất khó tính và nóng nảy. Ông ngoại xúc động lắm, trốn trong bụi cây khóc hu hu. Tập phim kỳ nghỉ của ông nội. Hôm nay lạ à nha, Shin dậy sớm ơi là sớm, còn chuẩn bị xong xuôi hết đồng phục trước cả khi xe buýt đến. À, thì ra ông nội rủ tập dưỡng sinh, nhìn hai ông cháu tập thể dục thân thiết chưa kìa. Xe buýt đến rồi, mẹ kêu Shin đi học, Shin ôm lấy ông và hẹn gặp lại, cứ như chuẩn bị đi đâu lâu lắm mới về ấy. Mấy hôm nay ông nội qua chơi để thay đổi không khí một chút, chắc ở nhà bà nội hay cảm giảm quá nên ông mới đi trốn đây. Ông thương Shin và Hima lắm nên quyết định đến nhà Shin ở mấy hôm luôn. Và có lẽ người không hài lòng nhất là mẹ Mise, vì ông cứ nằm chơi rồi sai vặt khiến mẹ khó chịu lắm. Đấy, lại nữa rồi kìa, ông cứ liên tục đòi trà, mẹ không biết bao giờ ông mới về nữa. Good morning, dì Mise đã chuẩn bị xong xuôi rồi, ra nhắc ông đi chuẩn bị rồi còn lên đường. Hôm nay hai bác cháu lại đi chơi, hôm trước thì đi karaoke, hôm qua thì đi cà phê truyện tranh. Mẹ khó chịu ra mặt, dì chả chịu đi tìm việc gì cả, suốt ngày cứ tốn thời gian đi chơi bời thế. Dì Mise biện hộ bằng cách bảo mình chưa xác định được mục tiêu nên hiện tại cần đi trải nghiệm. Thế hôm nay hai bác cháu đi chơi ở đâu nhỉ? Đi chơi bowling chưa đâu nữa. Ông nội làm một đường nhẹ nhàng, mời con Ki đổ hết. Dì mưa xe khen lấy khen để. Ông bảo cái này cũng thường thôi, thật ra ông còn đỉnh hơn nhiều nếu được chơi đúng bộ của mình. Ở đây toàn bóng của người ta, đấy không quen. Đến lượt dì mưa xe, dì bước lên, tư thế ném cũng y như ông, thế mà chỉ đổ được 2 Ki. Thấy vậy, ông bảo dì phải mặc đồ như bé cái kia. Vừa nói vừa chỉ tay vào chị gái xinh đẹp ở đường ban bên cạnh. Dì mưa xe ngượng chín mặt, bác ơi, bác đừng chỉ ngón tay vào người ta như thế chứ. Nhưng mà công nhận là ông nhìn đâu chúng đấy, chị gái kia ăn ngay một cú strike, nhưng không cần hú hét chúc mừng người ta đâu ông ạ, dì mưa xe xấu hổ quá. Hôm sau, mẹ bắt đầu gợi ý để ông về sớm, lấy lý do bà nội ở nhà nhớ ông lắm, hoặc đặt xe về sớm sẽ được giảm giá này. Ông nhất quyết không chịu, ông giả vờ đau lưng để hoãn việc quay về. Mẹ nghi lắm, nhưng cũng phải tin thôi. Mẹ bảo nếu ông đau lưng thì phải hứa không được đi đâu, ở yên trong nhà. Ok, ông đồng ý. Lúc này, mẹ mê xe chuẩn bị ra khỏi nhà, nên nhờ dì Mise chăm lo cho ông. Còn mình cần phải đi nói chuyện với bạn bè để giải tỏa căng thẳng. Dì Mise và mát xa lưng cho ông nội của Shin bớt đau, ông tỏ ra thoải mái lắm. Bàn tay của những cô gái trẻ vẫn là tốt nhất. Đấy đấy, lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Chắc chắn cái tính của Shin là lây từ ông nội rồi. Shin đã đi học về, cu cậu rủ ông đi chơi ở trung tâm trò chơi. Ông ngồi bật dậy ngay,
mười mấy giây trước vẫn còn đau lưng cơ mà. Ông giải thích là vì dì Mê Xê làm tốt quá nên lưng của ông khỏi ngay. Ờ thì nghe cũng hợp lý đấy. Mà khoan đã, ông đã hứa sẽ ở yên trong nhà rồi mà. Ừ nhỉ, thôi chơi cái gì ở nhà thôi. Nghĩ mãi, Shin mới đề xuất làm bữa sushi. Nhưng mà tiền bạc thế nào đây? Ông định xúi Shin đi lấy tiền khẩn cấp giấu ở chỗ bí mật mà ai cũng biết của bố Hiroshi, nhưng dì Mê Xê không đồng ý. Cuối cùng ông đành phải chi tiền lương hưu của mình. Cả ba người sau đó có một bữa sushi ngon lành, ăn xong thì chơi đùa rất vui. Trong khi đó, mẹ Mê Xê đến gặp bạn, trải lòng với những căng thẳng trong cuộc sống. Quan trọng là mấy ngày nay bố chồng đến ở sai vặt đủ thứ, chả biết kể kiểu gì mà bạn ngủ gật luôn. Chập tối, mẹ về nhà, biết ở nhà ông chi tiền làm sushi, mẹ tiếc hủi hụi vì không được miếng nào. Mẹ bảo ông khỏe thế này thì mai gọi xe cho ông về được rồi nhỉ. Ngay lập tức, ông lăn ra ôm đầu gối kêu đau, ăn vạ y như cầu thủ Indonesia. Mẹ ngán ngẩm, không biết bao giờ chuỗi ngày mệt mỏi này mới kết thúc đây. Tập phim Đại gia đình ồn ào. Rót ấm trà rồi cùng nhau quay lại câu chuyện của cô Oki nào. Lấy tiền đóng học của con để tiêu xài là một việc làm không thể chấp nhận được. Nhưng ông ngoại nghĩ đó cũng là tiền chú Satoshi đi bắt Pokemon. À nhầm, vất vả đi làm mà ra, không cần thiết phải báo cáo vợ. Nếu không mua mô hình ngay lúc đó thì sẽ lỡ mất cơ hội. Shin cũng đang định mua Action Kamen đây. Bác Masae an ủi, hôn nhân sẽ có lúc không hòa hợp, mà nếu không hợp thì mình ly hôn. Ủa ủa, an ủi kiểu gì đấy? Nói chung là không nên cãi nhau và bỏ nhà đi vì mấy chuyện vặt vãnh. Mẹ Mise đâu? Rót trà cho ông ngoại nào. Shin bắt trước ông nội gọi mẹ là Misa-chan, nên bị mẹ đấm cho ù đầu. Ông nội và bác Masae có ý này, cô Ok thử để cho chồng lo lắng một hôm xem sao đi. Thôi thôi, mấy người toàn bày trò linh tinh. Mẹ kéo cô bạn vào trong bếp cùng mình. Michi nũng nịu hỏi Yoshirin sẽ làm gì nếu cô bỏ nhà ra đi. Tất nhiên là lo lắng đi tìm rồi, làm sao anh có thể sống thiếu em được chứ. Ngượng quá đi mất, hai anh chị đã kết hôn chưa hay chỉ đang sống thử thôi? Tất nhiên là tụi cháu kết hôn rồi ạ. À, và tụi cháu lúc nào cũng dính lấy nhau, như anh Shin và Hima nè. Michi đừng gọi tên Yoshirin nữa, tên ông ngoại là Yoshiharu đấy, gọi nhiều ông ngại. Ở trong bếp, cô Oki xin lỗi vì đã tới không đúng lúc. Mẹ bảo không sao, nhưng đâu có nhiều phòng để mọi người ở lại nhỉ. Còn một vấn đề nan giải nữa là tối nay ăn gì. Đột nhiên mẹ nhớ đến vé số trúng thưởng của ông ngoại, liền mạnh dạn tuyên bố rằng sẽ đãi mọi người một bữa sushi thượng hạng. Chưa kịp đặt hàng thì ông nội và Shin đã gọi giúp rồi, kêu những 15 phần, kèm thêm bào ngư, cá ngừ, nhím biển các kiểu. Hay nhanh lẹ ghê hen. Đến giờ cơm tối rồi mà Bạch Tuyết vẫn chưa có hạt gạo nào vào bụng. Sushi bày lên bàn trông ngon mắt quá. Michi với Yoshirin không về à? Dạ không, có phải lúc nào cũng được thấy cảnh đại gia đình vui vẻ như này đâu ạ. À, còn hiếm hơn cả đám ma ấy chứ. Vâng, hai anh chị không phiền thì ở lại cũng được. Mẹ biến thành nhân viên phục vụ, hết lấy cái này đến lấy cái khác. Thôi Bạch Tuyết ạ, kiểu này còn lâu mới được ăn. Nào anh em, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng mẹ được bận rộn nào. Đang bực còn bị trêu tức nữa, Hima thò tay lấy miếng thịt nhét vào miệng. Tưởng anh bị mù tạt làm cay, nhưng Hima nuốt luôn. Lại học cái kiểu ăn của anh Shin rồi, trẻ con ngày nay chẳng giống xưa chút nào. Vì bố Hiroshi chưa đi làm về, nên mẹ đợi chút sẽ ăn sau. Tuy phục vụ hơi vất vả, nhưng nghĩ đến món bào ngư tươi ngon, mẹ lại có thêm động lực. Ủa, bào ngư đâu hết rồi? Con cuối cùng đã bị Shin ăn mất, buồn ghê. Không sao, bác Masae đã lấy ra riêng một phần cho mẹ rồi này, tự nhiên thưởng thức đi ha. Trời ơi, sao chị dám bôi nhiều mù tạt vậy hả? Hai chị em này lớn rồi mà vẫn thích trêu đùa quá nhỉ? Hết một chậu chén bát, mẹ phải đi kỳ cọ nhà tắm cho sạch. Trong lòng lo lắng không biết để mọi người ngủ kiểu gì. Ông chồng đi đâu mà giờ này vẫn chưa về là sao? Nhắc tới là có mặt liền, bố còn mang theo chú Kawaguchi cùng đến này. Bất ngờ chưa, cả nhà đông vui quá khiến bố tỉnh cả rượu. Tập phim Thật tốt khi có một gia đình. Ông ngoại cố tịnh tâm trong khi hai con người kia đang lắc mông. Thật xấu hổ quá đi mất, ba ông cháu lao vào cuộc chiến ném gối. Ra rồi mà cứ như con nít, có muốn hai bà mắng cho một trận không hả? Người bất tỉnh nhân sự đầu tiên là chú Kawaguchi, còn ngáy to nữa chứ. Bố mẹ thống nhất phòng này để dành cho đàn ông, còn phụ nữ lên tầng 2. Ông ơi, ở đây có điều hòa mát lắm. Thế là hai ông nhảy vào ngủ, Shin loay hoay mãi cũng chọn được chỗ đẹp. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Sáng hôm sau, ông ngoại mót lắm rồi mà Shin vẫn chưa đi vệ sinh xong. Ông định rửa mặt trước thì Shin chạy ra, rồi ông nội lại chạy vào. Lại đợi thôi chứ biết sao giờ. Mẹ và cô Ki đang chuẩn bị cơm sáng, nào trứng rán, canh miso, như ăn cỗ không bằng. Bạch Tuyết bị bỏ đói từ hôm qua nên thòi lòi cả lưỡi. Lại một đống bát đũa cần rửa. Chú Kawaguchi xin lỗi mẹ vì đã làm phiền. Không sao không sao, mẹ hiếu khách lắm. Cả nhà cùng nhau ngồi uống trà. Bác Masae chúc mừng ông ngoại vì đã trúng xổ số. Mọi người bất ngờ lắm, nghĩ đủ cách tiêu tiền. Nào là đi Hawaii, mua đồ cosplay Action Kamen, đi thẩm mỹ viện. Rốt cuộc ông đã trúng bao nhiêu mà mặt xám xịt thế? Ờ thì 1,
Một chục triệu yên sao? Không, một chục nghìn yên. Cái gì? 10.000 yên sao mà khao từng này người được ạ? Kawaguchi và Oki hiểu chuyện nên xin phép ra về, nhưng ông ngoại không đồng ý. Dù có phải mượn tiền, cũng sẽ mời tất cả một bữa. Bà ngoại hiểu mà, lần đầu trúng số nên ông muốn hãnh diện với con cháu đấy. Dù thắng ít nhưng đâu phải lúc nào gia đình cũng được vui vẻ thế này. Cả nhà mình cùng đi ăn binh chi linh nha. Mọi người rủ nhau đến quán kem, món đá bào khiến Shin bốt lên tận óc. Chè đậu đỏ hay cơm chó cũng rất ngon nha. Ông ngoại mỉm cười hạnh phúc. Tổng tất cả hết 9.964 yên, tiền thưởng vẫn thừa để trả. Bà ngoại nhờ chị nhân viên đổi tiền thừa thành những đồng 5 yên, sau đó nhét vào phong bì trắng và tặng cho mọi người. Mong rằng món quà may mắn này sẽ mang đến cơ hội trúng số tiếp theo ha. Vậy là ông ngoại hạnh phúc rồi, cùng về nhà thôi. Bố và Shin đưa ông bà ra ga, còn cô Oki quyết định trở về. Cô nhận ra rằng có gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất. Cuối cùng nhà Nohara cũng yên bình trở lại. Shin bỗng thấy nhà rộng hẳn ra. Đột nhiên mẹ hét toáng lên, Bạch Tuyết chết đói rồi. Khổ thân cậu cún, bị mẹ quên cho ăn từ hôm qua đến giờ. Lại có tiếng chuông cửa, là đội phòng vệ Kasukabe. Thôi xong, hôm nay có sự kiện các bạn đến nhà ngủ mà Shin quên béng mất. Vẫn chưa hết mệt đâu mẹ ạ, cố lên nào. Tập phim Ông ngoại ở lại nhà chơi. Tiếp nối mạch phim trước, mẹ gọi nhắc bố về sớm vì có ông ngoại lên chơi. Bố nghe vậy thì có sự rẻ nhẹ, y như kiểu mẹ chồng với nàng dâu vậy. Trong khi đó, ông đang thích thú nhìn Hima chơi với con cún robot. Tay máy một lúc, em bé lại chán và bỏ ra chỗ khác. Ông có chút thất vọng. Thấy vậy, Shin bèn tiết lộ những thứ mà Hima thích, đặc biệt là bộ sưu tập ảnh của các diễn viên đẹp trai. Quả nhiên, vừa nghe thấy tên cùng hình idol yêu thích, Hima lập tức lao tới như tên lửa, cầm chặt cuốn tạp chí không rời mắt. Một lúc sau, bố cũng đã về. Nhìn bộ dạng của bố là biết áp lực như thế nào rồi. Hỏi câu nào là y như rằng bị ông ngoại chặt đẹp câu đấy. May mà mẹ kịp thời và bảo ông đi tắm nước nóng mới giúp bố thoát khỏi kiếp nạn thứ 82 này. Bố chỉ biết thở dài và cho rằng bố vợ không thích mình cho lắm. Mẹ liền tiến tới ngồi bên cạnh mà an ủi bố. Đến bữa ăn, bố từ từ rót bia cho ông ngoại để uống cùng đồ nhắm là mấy đĩa đậu bắp. Shin cũng đôi đòi nhậu nhẹt bằng nước có ga. Nhìn nét ăn uống của hai cha con nhà này đúng là y chang nhau. Sau đó, bố bật TV lên để xem game show các chị gái xinh đẹp vui chơi trên biển. Vừa thấy con gái nhà người ta trong bộ đồ bikini rơi xuống nước, cả hai quăn quéo đỏ hết cả mặt. Ông ngoại thấy vậy thì không khỏi phản cảm và yêu cầu bố mau tắt TV. Thế nhưng, cơn mê che mù con mắt, bố bỏ ngoài tai lời của ông và tiếp tục quay lại hiếu hí với thú vui 18 cộng của mình. Ông ngoại khi này đã tức muốn xịt khói, song vẫn cố gắng giảng giải. Nào là con cái sẽ nhìn vào cha mẹ mà học tập nên phải làm mẫu để con còn nói theo. Nhận thấy hai cha con nhà này đã vô phương cứu chữa, ông lập tức cầm điều khiển lên và tắt TV. Đang hăng hứng thì đất rơi đàn, bố cũng không chịu nhượng bộ mà giật lại điều khiển. Thế là cả hai liền xung đột, không ai chịu nhường ai. Đến lúc mẹ mang cơm lên thì hai người chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa. Cùng lúc ấy, bà ngoại gọi tới hỏi thăm tình hình. Mẹ liền gọi ông ra nghe máy, bố khi này cũng nhận ra mình hơi quá lời. Còn Shin thì chỉ ước ngày nào ông cũng ở đây để được mẹ nấu ăn toàn đồ ngon. Ít phút sau, nhờ chất xúc tác của bia, hai bố con đã làm lành và thoải mái tâm sự với nhau hơn. Với điểm chung của những người đàn ông có vợ, cả hai nhanh chóng đồng điệu và nói chuyện không ngớt. Nghe ông nói những bí mật của phụ nữ cuối cùng cũng bị trẻ con nhìn thấy. Bố liền hiểu ý và dụ Shin nói ra chỗ mẹ giấu quỹ đen. Vừa nhận thấy bí mật của mình sắp bại lộ là mẹ xuất hiện liền. Tối hôm đó, bố lén lút người xem hết game show áo tắm, còn ông thì được ngủ cạnh hai đứa cháu thân yêu, mỗi tội là bị hai đứa nó cho ra rìa nằm. Tập phim mọi người tập hợp. Một ngày hè trong xanh nhưng nắng quá nên không ai dám ra ngoài. Bạch Tuyết cũng phải tìm chỗ bóng râm để nằm. Ủa, sao không chui vào chuồng nhỉ? Trong nhà có quạt mà Shin vẫn đầm đìa mồ hôi. Vừa quay ra thì thấy mẹ đứng trước mặt. Nếu các bạn đang thắc mắc về kiểu tóc này thì tớ sẽ kể trong một video khác nha. Sao thế mẹ? Đứng chân hết gió của con rồi. Mẹ phàn nàn Shin cả ngày chỉ biết nằm ườn, bật quạt tốn điện, phải ra ngoài chơi cho cơ thể được vận động chứ. Mẹ kêu cậu dắt Bạch Tuyết đi dạo, không quên đội mũ cho Shin. Xong xuôi, mẹ vào nằm cùng Hima, bật điều hòa mát rượi rồi đánh một giấc ngủ trưa. Shin ngoài cửa kiểu, ủa gì vậy? Thật ra Shin đâu có lười, tại mẹ nào con nấy chứ bộ. Thế nên anh mới không tin đây là mẹ ruột của mình Bạch Tuyết ạ. Hai anh em dắt nhau ra đường cùng sự mệt mỏi của cậu cún. Bỗng có tiếng chuông cửa, mẹ ngủ say quá không nghe thấy, nên người đó tự vào nhà luôn. Mở mắt ra thì bất ngờ chưa, là ông ngoại. Chưa gì đã bị ông chê lời biếng rồi, có ngủ thì ít ra cũng phải khóa cửa chứ. Bà ngoại tiếp lời, thiệt tình, sao lần nào ông bà đến chơi cũng không báo trước vậy? À thì để cho bất ngờ ấy mà. Thật ra, ông ngoại vừa trúng xổ số nên đến đây để chia lộc cho con cháu. Mẹ mi xè sướng ra mặt, lại có tiền mua sắm rồi. Hiếm khi ông ngoại xui xẻo gặp được vận may, mẹ liền chạy đi lấy bia ăn mừng. Chợt có tiếng chuông cửa, ông ngoại bỗng cảm thấy bất an. Rồi xong, ông bà nội đã xuất hiện. Xin lỗi nha, ông bà lại quên không báo trước rồi.
nhận được cuộc gọi từ Hiệp hội Người Cao Tuổi ở quê, ông nội kêu bận rồi cúp máy luôn. Ờ kìa, có điện thoại sao không gọi cho mẹ mi xe ạ? Tiền cước đắt lắm nên phải tiết kiệm. Nào, né né ra trông vô nào. Ghé qua khe cửa, ông biết ngay tại sao mình lại bất an đến thế. Xin chào ông thâm gia, lâu rồi không gặp, dạo này ông vẫn khỏe chứ? Vâng, không dám, ông vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ. Mẹ cảm thấy không ổn, sao hai con người này lại đến cùng lúc vậy nè? Xin vừa đi vừa hát thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Cô là ai? Sao biết tên cháu? Cô định dụ dỗ con nhà lành đúng không? Dù người phụ nữ đã nói rằng mình không phải bắt cóc bắt ếch gì, nhưng Shin vẫn không tin. Bố cháu là Hiroshi, mẹ là Mise, em gái là Himawari, ông bà nội ở Akita, ông bà ngoại ở Kumamoto. Shin thích chị gái xinh và action kamen, rất ghét ở chuông đúng chưa? Shin hốt hoảng, tại sao cô lại biết nhiều như vậy? Tất nhiên, vì ta chính là mẹ ruột của con mà. Trời ơi, thật không thể tin nổi. Shin chạy một mạch về nhà, la hét om sòm với mẹ rằng mình bị người lạ theo dõi. Mẹ ngó ra cửa xem thì một con quỷ đáng sợ xuất hiện. Cái kiểu chuyên đeo mặt nạ thế này chỉ có thể là bác Masae, chị của mẹ Mise mà thôi. Shin thở phào nhẹ nhõm, may quá, chứ mình muốn mẹ mới như idol trên TV cơ. Shin chào đón những vị khách bằng vũ điệu sâu đo cực kỳ quyến rũ. Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, vị khách tiếp theo là cô bạn thân Okei và nhóc con Hitoshi. Sau khi uống xong cốc nước ép, Okei xin mẹ Mise cho hai mẹ con ở lại đây hôm nay. Kiểu này chắc là cãi nhau với chồng rồi. Nào, cô tâm sự đi, cả nhà đang hóng hớt đấy ạ. Ngồi vào bàn, cô Okei bắt đầu kể. Chuyện là hai vợ chồng có gửi một khoản tiết kiệm để dành cho Hitoshi học tiểu học, nhưng anh chồng Satoshi lại lấy tiền mua tượng mà không hỏi ý kiến vợ. Ông ngoại hiểu rồi, chú ấy định học tạc tượng đúng không? Nhầm rồi ạ, nó được gọi là mô hình sưu tập, bé như mấy con búp bê ấy. Ờ, Michi và Yoshirin vào lúc nào ấy nhỉ? Nhưng con búp bê đó tận 200.000 yên, làm sao cô Okei có thể chấp nhận được? Nếu là một người cuồng sưu tầm thì giá đó cũng bình thường thôi, Michi nhờ. À quên, xin tự giới thiệu, chúng cháu là hàng xóm tốt bụng của anh chị Nohara ạ. Sao tất cả mọi người lại tụ tập hết ở đây thế? Mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Tập phim Bác Masae ở lại. Một ngày đẹp trời, mẹ Mise đang thiêu thiêu ngủ thì có tiếng chuông cửa. Ai đến giờ này vậy nhỉ? Cửa mở ra, một cái đầu Shin to đùng khiến mẹ giật mình tí ngất xỉu. Hóa ra là bác Masae, chị của mẹ. Cái tính thích trêu chọc người khác bao năm vẫn không đổi. Nghe tin mẹ của em bé nên bác tới nhà xem có cần giúp đỡ gì không. Có vẻ Shin và bác Masae hợp cạ lắm, chắc vì đều có tính cách kỳ cục đấy. Mẹ ngỏ ý nhờ bác giặt quần áo mà bác lại đánh trống lảng, thế mà bảo đến đây giúp như thật. Lại có chuông cửa, bác chạy ra định hù thêm một phen hú hồn mà mở cửa ra chẳng thấy ai cả, chán ghê. Hóa ra ông nội đến chơi, cũng hóa trang lồng lộn để tạo bất ngờ cho gia đình Nohara. Khi chạm mặt nhau, hai người giật mình ngất xỉu tại chỗ. Bác Masae lay mãi mà ông vẫn chưa tỉnh. Shin vội vàng ra dùng bài hát vòi voi đánh thức ông, quả nhiên ông bật dậy ngay. Mẹ Mise nhìn mà ngán ngẩm, ai cũng đến bất ngờ, chẳng báo trước gì cả. Có phải bà nội bảo ông đến giúp đỡ con cái việc nhà không ạ? À không, bà chỉ bảo ông đến gây thêm phiền toái và rắc rối thôi, nên ông tự đến mà chẳng nói bà câu nào đấy. Trời đất, thế mẹ phải gọi về ngay kiểu bà lo. Kể ra mẹ Mise cũng sướng chứ bộ, vừa có chị gái yêu thương, vừa có bố chồng luôn quan tâm đến con cái. Chỉ là không biết có nhờ vả được không, chứ rắc rối nhân đôi thì quá tội. Ông và bác Masae bảo mẹ cứ nghỉ ngơi thoải mái, giữ cho đầu óc thư giãn. Việc nhà đã có mọi người lo, nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ lắm. Ông và bác rằng co nhau cái rẻ để rửa bát, nên bát đĩa cứ vỡ loảng xoảng. Biết ngay mà, việc còn con cũng phải đến mẹ ra tay. Mẹ hỏi bác Masae đã phơi hết quần áo chưa, bác hồn nhiên nói rằng đã bàn giao việc đó cho Shin và ông nội rồi. Thôi xong, tới công chuyện, ý như rằng ông và Shin đang nghịch ngợm. Mẹ giận dữ đi ra dúi đầu cả hai ông cháu, sao toàn chơi những trò biến thái vậy hả? Trong phòng khách, hai ông cháu bày vẻ mặt tội lỗi, còn mẹ vẫn chưa hết tức, mặt cáu có lắm. Mặt nhăn nhó sẽ khiến em bé sau này cáu kỉnh lắm đó. Ông mới lỗi rồi mà, hứa sẽ làm việc nghiêm túc. Bác Masae kêu mẹ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, đi bộ cũng tốt cho việc sinh đẻ lắm, để ba người lo việc ở nhà là được rồi. Cả ba quyết tâm phải dọn dẹp thật sạch sẽ để chuẩn bị đón em bé ra đời. Chiến dịch càn quét chính thức bắt đầu. Tập trung một cái là chuyên nghiệp ngay, sạch sẽ đâu ra đấy. Mọi người rất vui mừng khi chứng kiến thành quả lao động. Mẹ Mise về mà thấy chắc cảm động rớt nước mắt cho coi. Chỉ bất ngờ phát hiện vẫn còn một chỗ chưa được lau dọn, đó là cái đèn trên trần nhà. Ông nội bác ghế lên xử nốt, trong khi Shin đi giặt giấy lau. Chiếc ghế bất ngờ lung lay, ông sợ hãi đánh đu trên chiếc đèn khiến nó rơi khỏi trần nhà. Bác Masae vội vàng chạy vào cũng bị vấp cái ghế, rồi đập vào làm đổ cái tủ. Sau đó là một liên hoàn sự cố xảy ra, khiến căn nhà ngổn ngang kinh khủng hơn cả lúc trước. Mẹ Mise vui vẻ đi về, thì bắt gặp ba người lén lút ra ngoài với thái độ mờ ám.
thấy mẹ vào, họ vội vàng đánh trống lảng rồi bỏ chạy. Vào nhà là hiểu chuyện liền, mẹ hét lên đầy giận dữ, nhà gì mà toàn báo không vậy? Kiểu này tối nay ăn cơm bụi lề đường rồi. Tập phim Du lịch Tokyo với ông bà nội. Ông bà nội đang trấn an mẹ Mise đừng lo lắng. Ông bà đi Tokyo như đi chợ rồi, không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đâu. À, thật ra mẹ lo lắng cho ông bà vì phải mang theo cái thằng đội quần lên đầu này cơ. Mong là Shin sẽ không gây rắc rối nào cho ông bà. Ông bà nội thoải mái lắm, du lịch cùng con cháu lúc nào cũng thú vị ấy. Thôi, mẹ ở nhà ngoan nhá, Shin và ông bà đi chơi đây. Trên chuyến tàu, ông và Shin vui vẻ hát ca, ngắm nhìn phố phường. Bà bảo cứ năng động thế là khát nước, đói bụng, với mệt nhanh lắm. Đấy, bà nói cấm có sai mà, trên tàu thì đánh chén kiểu gì được. Sau đó, Shin và ông giả vờ rung lắc trước hàng ghế dành cho người cao tuổi. Kỳ cục thật, sao lại có những cậu trai trẻ ngồi ở đây vậy ta? Nhất là khi có một ông già và một đứa trẻ đang đứng. Mấy thanh niên ngại quá nên đành nhường chỗ. Thế là nhà ta đã có nơi để ăn cơm nắm và uống trà rồi. Trước mặt các bạn chính là tòa nhà chính phủ ở thành phố Tokyo. Ông bà trầm trồ lắm, bởi ở quê làm gì có mấy thứ như này. Ngắm toàn cảnh thành phố từ trên đây thì tuyệt cú mèo, như một bức tranh vậy. Chợt Shin phát hiện có mấy chị gái xinh đẹp ở đài quan sát. Thế là hai ông cháu chạy xuống để sang tháp bên kia. Dù cứ chạy qua chạy lại vì tháp nào cũng có gái xinh hết á. Trên đường đi đến Asakusa, hai ông cháu bị thu hút bởi trung tâm trò chơi. Hết đua ngựa rồi chém hoa quả, hai người chẳng hề để ý đến bà nội. Cứ tưởng chiến thắng 7-0 của Shin đã khiến ông nội từ bỏ, ai ngờ vẫn bị thu hút bởi trò chơi có toàn chị gái xinh đẹp. Bà cạn lời thật rồi, lại lùng đi đến bốt điện thoại và thông báo rằng bà sẽ tự đi chơi một mình, hai người muốn làm gì thì làm. Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra, hai ông cháu vội vàng đi tìm bà. Còn bà thì đang ăn đá bào và dạo quanh thành phố bằng tàu điện, rồi lại chuyển qua xe buýt ngắm tháp Tokyo. Hai ông cháu đi tìm mà lạ lắm, toàn đến mấy nơi thú vị không à. Mãi đến lúc xế chiều mới phát hiện bà đứng ở trên cầu. Thì ra bà vừa ngồi đền gần đó. Ông vừa mở mồm nói xấu thì ăn nguyên bộ răng vào mặt, tai bà vẫn thỉnh lắm đấy nhá. Hôm nay chơi vui quá, giờ về Kasekabe thôi nhỉ. Khoan đã, còn một chuyện mà bà vẫn muốn làm, đó chính là đi giải đầm. Công nhận đi chơi với những người hợp cạ thật tuyệt các bạn ha. Xin thỏa sức bung lụa mà không sợ bị mẹ mắng luôn. Tập phim hai ông lại đến thăm tiếp. Bình Yên đã trở lại với gia đình Nohara. Mẹ đang thay tã cho Hima ngủ thì nghe tiếng điện thoại. Đầu dây bên kia là ông nội, ông chỉ hỏi xem Hima đang làm gì thôi mà, hẹn sớm gặp lại nha. Vừa cúp máy thì lại có người gọi tới, là ông ngoại. Nãy ông gọi mà máy bận, có phải lão đầu bóng đèn kia không? Thực thật, lại bị giận trước rồi. Ông liền cúp máy, chuyện quái gì thế nhỉ? Có lẽ nào... Trùng hợp quá ta, lại gặp nhau rồi. Hai ông tức tốc chạy lên tàu, nhưng ông ngoại lỡ mất một nhịp. Nghĩ gì mà ông chịu thua hả? Thuê taxi luôn. Nhưng ô tô thì dễ bị tắc đường. Thấy ông nội chạy ngang qua, ông ngoại cũng xin xuống xe. Cuộc đua bắt đầu vô cùng kịch tính. Người mở cửa đầu tiên chính là ông ngoại, nhưng bước vào đầu tiên lại là ông nội. Hai ông ngã bẹp ra sàn, mệt quá rồi, sức đâu mà cãi nhau nữa. Xin mời ông nội uống nước, còn mẹ dán cao cho ông ngoại, kèm thêm một quả tẩm quất và yêu cầu ông về nhà ngay. Lêu lêu cái đồ bị con gái mắng. Ông không phải cười, bà nội cũng đang tức điên lên đây này. Chợt nghe tiếng Hima khóc, ông nội bảo cháu muốn uống sữa, nhưng ông ngoại lại bảo Hima ị đùn. Mẹ đi vô kiểm tra là Hima muốn uống sữa nhá. Ông ngoại thua rồi. Ông ngoại chất vấn ông nội, ông lén nhìn thấy Mise cho Hima bú nên mới đoán trúng đúng không? Dở hơi à, phẳng như bức tường thì có gì mà nhìn chứ. Sau khi Hima ngủ say, mẹ nhờ mấy ông cháu đi mua sữa bột mà ai cũng lăn ra đau hết trơn. Mẹ đành phải đi vậy, có ai trông Hima Wari được không? Cả ba chạy đến cái nôi, thấy Hima sắp khóc, ông ngoại làm mặt hề. Cái trò đấy cũ kỹ lắm rồi, để ông nội nhảy cho Hima xem nha. Này ông kia, sao lại cởi quần trước mặt trẻ con thế ạ? Ông ngoại quát to quá làm Hima giật mình khóc. Anh Shin lấy cái núm ti giả cho em ngậm, trông hai đứa dễ thương quá. Shin đúng là một người anh trai tốt. Sáng hôm sau, hai ông khởi hành sớm vì không muốn Shin mè nheo. Đến nhà ga rồi, tạm biệt nhá lão đầu đá. Và đó là chuyến đi thăm con cháu bất ổn của ông bà nội ngoại nhà Shin. Hễ gặp nhau là lại cãi nhau tỏi, chẳng bao giờ yên ổn nổi. Nhưng cũng vui mà ha, hai ông nhìn vậy chứ lúc nào cũng yêu thương các cháu lắm. Nếu còn chuyến thăm nào khác thì tớ sẽ kể cho mọi người nghe sau ha. Tập phim Ông ngoại đến thăm nhà. Ở trong phòng, Shin đang vui vẻ chơi siêu nhân thì một giọng nói ngọt ngào đến bất thường của mẹ vang lên từ phía sau, rằng khi nãy mẹ đã bảo con dọn dẹp gọn gàng rồi, thế mà giờ còn bừa bộn hơn nữa, đúng là phải có căn lắm mới làm được như vậy. Thế nên mẹ quyết định không dẫn cậu đi mua đồ nữa, yêu cầu khi mình quay trở về thì phải giải quyết xong bãi chiến trường này. Trước khi đi, mẹ không quên căn dặn Shin trông nhà cho cẩn thận, không được tự ý mở cửa cho người lạ vào nhà. Mẹ vừa rời đi, ông tướng này liền để lộ ra một nụ cười nham nhở.
Ông cháu tính toán thời gian mẹ đi mua sắm sẽ là 1 tiếng, ba hoa tám chuyện sẽ thành 1 tiếng rưỡi. Trong thời gian đó thì cậu có thể quậy phá thỏa thích rồi. Tên sẽ quậy liền bật điều hòa, rồi ngồi uống một hơi nước ngọt thật đã. Đột nhiên, ngoài cửa phát ra tiếng bấm chuông, người ngoài đó tự xưng là ông, còn biết tên của cậu và mẹ mới dê. Cùng cậu sợ hãi và nghĩ ra 7749 tình tiết hành động khác nhau. Tiếng gọi đã ngưng, Shin vào phòng khách thì thấy ông ngoại đang đứng ngoài cửa kính. Sau vài ba câu trao đổi, Shin đã nhận ra ông ngoại đến chơi. Cậu bèn mở cửa mời ông vào, thấy phòng ông lộn xộn như một bãi chiến trường. Trong lòng ông bất lực, chẳng muốn nói. Tên sơ quậy dẫn ông vào phòng điều hòa, mang đệm cho ông ngồi, rồi nhanh chân đi lấy nước. Bỗng ông ngoại thấy một mảnh vải trắng lòi ra ngoài. Ông mở ra xem thử, thì đống chăn đệm bên trong ào ra như núi lở, khiến ông suýt sang chấn. Thấy biểu hiện lễ phép của Shin, ông còn hào phóng cho cậu 500 yên tiền tiêu vặt. Thế nhưng ông vẫn không ngừng trách móc mẹ này nọ. Shin nghe vậy liền cho rằng ông hơi khó tính. Ông cố gắng phủ nhận bằng một nụ cười thân thiện, xong lại chỉ thấy sự sượng chân đến đổ mồ hột. Hai ông cháu tiếp tục nói chuyện. Shin thắc mắc hỏi lại, ông có phải là bố của mẹ không? Sao mà không giống nhau gì hết vậy? Đó là do mẹ Mê Sê và dì Mư Sê mang gen của bà ngoại nhiều hơn. Chợt ông để ý tới một chiếc hộp bí ẩn. Vừa mở ra thì một món đồ chơi bay ra khiến ông suýt tim thòng. Ít phút sau, Shin nói rằng có một bí mật muốn nói với ông. Chỉ thấy cậu trèo lên tủ và lấy ra một chiếc áo ngực. Sau đó, cậu lôi ra một sấp quỹ đen mà mẹ giấu. Đúng lúc đó, mẹ cũng đã trở về. Vừa vào trong phòng khách, mẹ lập tức xanh mặt khi thấy ông ngoại đang lù lù ở đó. Ông liền trách mẹ để một đứa trẻ 5 tuổi ở nhà một mình, giờ nhà cửa thì bừa bộn, tủ thì nhét cứng đồ. Thế là mẹ bị ông thuyết giảng một tràng dài. Còn anh em Shin thì thoải mái ngồi nghe tiếng chửi lo-fi và ăn kem. Tập phim cuộc đối đầu giữa hai ông. Ngày tiếp theo, cả nhà đang ăn cơm sáng. Trong khi ông nội cứ nhổm nhòm thì ông ngoại rất từ tốn. Chào ngày mới với bản tin thời sự thì quá hợp lý. Nhưng Shin và ông nội chỉ đến chị MC Minori thôi. Chuyển kênh nào. Chị Arisa này cũng không tệ nha. Ông ngoại tức đến nỗi bẻ gãy cả đũa. Sao hai người thô lỗ vậy hả? Ojii-chan và Minori-chan hả? Soretomo Arisa-chan hả? Minori-chan. Ê hèm, tôi vẫn còn ngồi đây nha ông kia. Hai ông tranh nhau cái điều khiển, cứ như này tivi hỏng mất thôi. Hay hai ông dùng kéo bố bao để phân định đi ạ. À? Chơi thì chơi, sợ dê. Đấy, hai ông của tớ đấy, họ cứ như trẻ con vậy. Đang buôn chuyện thì Shin nhớ ra phải đi siêu thị với ông, nên chạy về. Mà thấy nhiều chị gái xinh quá nên Shin nán lại một xíu. Đứng trước siêu thị, ông nội hỏi Shin muốn tham quan chỗ nào. Shin chọn chỗ giữ trẻ lạc vì cậu linh cảm rằng các chị gái xinh đang đợi mình ở đó. Thế thì cho ông nội đi với. Chị nhân viên đang sơn móng tay, nhìn thấy thằng đầu cọ, quả này xong rồi. Ông nhờ chị gái trông Hokushin một chút rồi rời đi. Đây có phải cái nhà trẻ đâu trời. Hai ông vô tình gặp nhau ở tầng đồ chơi trẻ em, cứ nghĩ người này bắt chước người kia mua quà cho các cháu, nên hai ông lại đấu khẩu. Ông ngoại chọn con gấu này, chắc chắn Hima sẽ thích và giữ nó đến khi lớn cho coi. Còn ông nội thì chọn búp bê. Biểu cảm bình thường giúp cháu với kiểu người ta đánh giá. Thấy gấu bông to hơn búp bê, ông nội liền đổi sang mô hình nhà to chà bá. Dám mua đắt hơn tôi hả? À? Đã thế chọn con gấu bông khổng lồ luôn. Tức thật, tòa chung cư như này ông sợ chưa? Cuối cùng hai ông mua tất cả luôn, bị mẹ Mise mắng quá trời. Lại bắt đầu cãi nhau rồi đấy, lần sau mà còn làm thế thì mẹ Mise không tha cho đâu. Hôm sau, cả nhà đưa ông bà nội ngoại ra ga tàu để về. Hai ông xin lỗi nhau vì đã hành xử không đúng. Chợt nghe thông báo, do thời tiết diễn biến xấu nên các chuyến tàu đi Akita phải chờ thêm một lúc. Ông bà nội chưa thể về nhà ngay. Hay quá, lại có thời gian chơi cùng các cháu rồi. Thế thế, ông ngoại nằng nặc không chịu về. Làm sao yên tâm giao hai đứa cháu cho cái lão đầu bóng đèn kia chứ? Ông dám nói xấu tôi hả? Làm sao? Làm sao? Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều tập phim thú vị hơn. Còn bây giờ thì, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!